Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bùi Giò. Mình Lưu Vi Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là giải bóng chuyền xanh bóng bông trọng tài bình ở sân của anh Lâm. Dũng Lai là người quản lý sân này và cáp kèo và cáp cài hay đến Dũng Lai nha các bạn. Trọng tài bàn MC là anh Hùng Ba Gác. Ba Bánh, xin lỗi các bạn, Ba Bánh. Hiện tại Đại Lâm cũng có bán hàng quần áo thể dục thể thao. Các bạn nào có ủng hộ và yêu quý Đại Lâm thì ủng hộ giùm nha. Liên hệ số điện thoại 0944 023181. Nhật Linh, Zalo và đường link để xem mẫu và mua hàng quần áo thể dục thể thao các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó. 1, 2 và kết thúc tốt của Đông Sang. Mấy trời hai đều trọng tài ơi, MC ơi, MC ơi, tỷ số tại giờ 3-2 nha các bạn. Đi Châu ba đều, Tý Châu kết thúc tốt. Hiện tại bây giờ Libero tài súng Khang 22 làm trong bàn và Tý Châu đang đứng trên lưới. Tài nhỏ chuyền hay. Một pha chụp bóng tốt của Lâm trong bàn. Còn bên kia là Chánh Hà 2000, Đông Sang 2000 cùng Sam Phan trọng chuyền hay và Duy nhỏ 2000. Đây là cái lưới bên kia là lưới 2000 các bạn. 4 đều. Lại là những sở trường của Tý Châu. Những quả bóng thu trung bình. Tý Châu táp cái cổ tay thật sự rất ghê. 5-1. Sau khi Tý Châu báo tin chuẩn bị về Việt Nam và Tý Châu cũng đã luyện tập lại rất nhiều các bạn, cho nên những cú đánh quy lực của Tý Châu các bạn cũng biết rồi đấy. Chánh Hà và bắt bài tốt của Tý Châu. Khang, người khổng lồ Khang 2m2. Trong vòng 1-2 giải như thế này nữa đây, Khang sẽ là người rất khó chịu cho tất cả các đối thủ bóng chuyền phối. Chánh Hà Khang chạm lưới 5-6. Khang quá ghê thật sự. Với cái đà lên lưới của mình, tất cả các đối thủ chôn chân và Khang một quả tình cảm quá tuyệt vời. 7-6. Đông Sang, Khang làm gì đây? Thật sự một cú quay y của Kha sao? 7-7 dậy lên là tí ơi. 6-7. Xin lỗi các bạn, 6-7 các bạn ơi. Khang quá ghê. 8-6. Cái đội của nhà mà thiếu quý ông sư nó vậy đó. Quý ông sư 8-6. Tý Châu, Tý Châu đập bóng leo lì lưới bay ra ngoài. 8-0. Rầm bay. Các bạn thấy Sao Phan Rang la làng như thế nào?
Tý Châu. Một pha lỗi kỹ thuật của Duy. 98. Và xử lý quá thông minh của Sang 2000, Đông Sang 2000. Bữa nay tăng cường Sang là tại vì đội hình của nó đang sân nhà. Quá gay. Sang Phan Rang 1m6 trên 1m70, Khang 2m2 cho đánh đi rồi bụng cái đầu lại. Mới tám là quá ghê cho chính Hà. Trời ơi, mời đeo. Xin lỗi các bạn ơi, em sẽ lo tào lao quá, điểm điểm chặt hoài các bạn ơi. Mời đeo. Trận đấu đang trở nên rất hấp dẫn rồi. Bụng bàn. Tý Châu. Quá thông minh. Chánh Hà. Quá hay. Có thể nói Chánh Hà là một trong những cao thủ hiện tại bây giờ mới phát hiện. Chánh Hà, Đông Sang, Sơm Nô, đây là những cầu thủ trẻ đang rất tiến bộ, rất ác. Tiếp tục cho Chánh Hà. Lại là lỗi kỹ thuật của Duy Nhỏ. 12-11. Đập bi đập bui. Đông Sang. Quá ghê. Các bạn thấy như thế nào? Các em trẻ đó đang đối đầu với các anh đàn anh, nhưng thật sự các em trẻ tinh thần chiến đấu rất mạnh liệt. Xin chúc mừng các em trẻ. 12 đều. Mười ba mười hai. Thật sự sân banh nếu có xe pha răng rất sung và rất sung. 13-12. Chánh Hà. Sang vẫn còn. Quá hay cho tài sung. Đi Châu. Một pha cú bóng quá tuyệt vời của tài sung. Và một pha kết thúc của Tý Châu rất tuyệt vời. 14-12. Nếu không có gì thay đổi, set này Sang La Làng không còn được la nữa. 14-12. Đông Sang. Một pha kết thúc tốt. 13-14. 15 tới nha các bạn. Tý Châu. 14 đều. 14 đều. Chưa biết điều gì đang xảy ra, chỉ xảy đâu đây. Một pha rắp chân tốt của Duy Nhỏ và Đông Sang. Đây, cái dàn trắng bên kia là những đứa em 2000. Tý Châu. Tý Châu. Hai quả cuối cùng. Tý Châu là người hùng. Tý Châu là người hùng. Đưa anh em xa bờ. Thật sự quá buồn cho Tý Châu. Một quả vô tay trắng và một quả rạc tay ngoài. Xin chia buồn cùng Tý Châu. Khang 2 lên bên là 2. Tài Trung làm cho bàn và Tài Nhỏ. Xin mời các bạn xem xét thứ ba các bạn.
đúng là tinh thần của San Fran, còn gọi là San Lalan. Tinh thần chiến đấu quá mạnh mẽ. Các bạn thấy như nào? Chánh Hà 2000, Đông Sang 2000, Di Nhỏ 2000, Nui Chiền 2, Trọng Chiền 2 và San Fran La Làng. Đấy là những em trẻ thật sự rất đẳng cấp hiện tại bây giờ. Xin mời các bạn xem tiếp bài nha.